trong trung tháp mười, hai sen hồng thắm dân người kính yêu. Ta về Cao Lãnh quê mình, bên hồ sen nở diễm thắm nhà sang, bên hồ sen nở hình người dân. Còn nồng hơi ấm đây đôi dép người mang, đây manh áo sơn người khoác, và ánh đèn đêm như tòa sáng soi rất thân quen, sao cùng thoáng ngập ngùng, để cho mắt lệ rưng rưng, cho lòng con hồn ngất, để cho trái tim thầm nức nở gọi cha ơi. Bên hiên nhà vang tiếng giọt sương rơi, giọt sương sớm mai có dừng thải dương long lanh, kinh cẩn nghiêng mình bên nhi và nghe hương sen tỏa khét. Sắc sen thơm mười trên đường bưng, nở hương cao đời muôn mùa xuân, thắm tươi ra người dấu ngàn năm. Bờ áo quả nước dần đâu đây vang tiếng bước
truyền theo năm thì thống nhất non sông. Thương nhớ phút giây cuộc người, lòng dân thiết tha mong đời. Giờ đây đất nước bình yên, già cha đã sống cùng con trong tấm lòng. Đất tháp người ngàn năm sen vẫn nở như bóng hình người muôn thuở trong con. Con dâng lên người đóa sen hồng uống cát, lòng tôn kính vô bờ xin gọi cha. Bác ơi thương nhớ vô cùng, thầm gọi tên kính yêu vô vàn, tên bác Hồ, Hồ Chí Minh. Toàn dân buồn lòng ghi sâu ơn bác cả đời hy sinh cho dân tộc Việt Nam, qua bao gian khổ đắng cay người đã tìm ra chân lý xa ngời thằng bao mong đợi. Bác sẽ vô thân, miền Nam mong đợi một ngày. Bác sẽ vô ngày xưa nơi bác ra đi tìm đường cứu nước mưu cầu ấm no tự do độc lập cho quê hương Việt Nam thoát cách xiềng gông áp bức lao tù. Người nhiều danh nhân tộc dùng lên chiến đấu diệt quân thù, ôi lòng bác mênh mông biển cả suốt đời người vì nước vì dân sôi sục từng trái tim thầy những sắc son tổ quốc sinh đời đời ghi nhớ công ơn bác
Nam Bắc một nhà, Trung Bắc Nam một đời qua nơi. Chị Sáu. Ủa, anh Năm. Anh Năm ơi, sao tôi lo quá à? Không biết đêm nay mình phải ăn thua đủ với bọn chúng chị Sáu à. Mình bất cứ giá nào cũng phải giữ cho được ngôi mộ. Mình mà không giữ được ngôi mộ thì mình có lỗi với dân, với nước, với Bác Hồ. Chị Sáu. Dạ. Chị có còn nhớ mình đã hứa gì với các anh trước khi đi tập kết không? Mình đã hứa mà bà con cũng đã hứa. Anh Năm à, tôi làm sao quên được những ngày mình tập kết. Bà con mình mong đợi Bác Hồ vào thăm, thăm cụ phó, thăm nửa phần đất nước, cho
cho thỏa lòng mong ước mấy mươi năm. Anh Năm à, hồi đó nơi này vang tiếng hát, khắp mộ người đất nở đầy hoa, còn bây giờ sao đất âm thầm lạnh quá. Nhưng mà tôi tin rằng có ngày đất nước sẽ được độc lập, chừng đó ngôi mộ này sẽ được xây dựng lại khang trang hơn. Muốn có ngày đó thì ta phải bảo vệ ngôi mộ này tới cùng. Anh Năm à, tôi cũng tin như vậy đó. Hễ có nước ròng thì có nước lớn, có trồng cây á thì có ngày mình sẽ được ăn trái đó anh Năm à. Chị Sáu à? Dạ. Tôi muốn liên lạc với chú Út nè, cháu Nhãn nè, cháu Thoa nè, để biết thêm tin tức và kế hoạch. Nào chị đi liên lạc giùm tôi đi. Dạ, tôi đi. Cụ Phó ơi, tôi xin thề một lòng với cụ, sống ở đây mà chết cũng ở đây. Ba. À kìa, Nhãn con. Dạ. Tin tức thế nào? Có gì thay đổi không con? Dạ thưa ba, anh Nghĩa bảo vẫn y theo kế hoạch đã bàn với ba. Ba bám bên trong anh phục kích bên ngoài, lực lượng của ta đâu đó đã sẵn sàng. Lan Sáu và con là hai đầu liên lạc, đợi khi nào chúng thực hiện âm mưu sẽ thông báo cho nhau để hợp đồng hành động. Phần bá Sáu dài thành đồng, còn học sinh các trường là do Hồng Hải chỉ. Như vậy là thằng cốt ruột nó sẽ bị bao vây rồi. Dân tiên đầu đội kim khôi, tay cầm siêu bạc, mình ngồi ngựa ô, một mình nước trận sông vô, gặp thằng cốt ruột biến thành tiêu ma. À, cháu Thoa, cháu hãy đi nói với Hồng Hải là tập hợp tất cả các cháu học sinh chờ đợi nhé. Còn ba? Đi đâu? Ba sao ở đây quyết tử với bọn chúng. Chị Sáu? Dạ. Chị nói với thằng Nghĩa và cô Nhạn, tất cả phải nằm im chờ đợi, tuyệt đối giữ bí mật. Địch đã lợi dụng đêm tối đánh ta thì ta cũng lợi dụng đêm tối để mà đánh lại địch. Nào tất cả lên đường. Dạ tôi biết. Đi con. Thưa ba con đi. À. Đi. Dân tiên đầu đội kim khôi, tay cầm chiêu bạc, Tới đây để làm gì? Tôi hỏi các ông đêm hôm khuya khoắt các ông tới đây để làm gì? Đây là chuyện riêng của tôi. Còn ông? Tôi à? Tôi ở đây để dịch mặt bọn cướp đêm, để gần xa đều biết sự thật. Miệng thì nói tiếng ân mà chưa đầy gương đau. Ai chính ông và dân ở đây buộc chúng tôi phải làm như vậy? Di tản theo cực để, thế mà các ông lại còn chống đối phải không? Ngày hay đêm cũng là thứ giả dân để mà lừa gạt người dân. Nay đã lộ nguyên hình, đừng hòng nói nữa rồi. Tôi đã thừa sao song song, nhà ngựa xe sẵn sàng chết đánh. Nếu các người muốn sống thì ra đi, xuống đàn này không chung ta đâu. Ai muốn đào mộ này bước qua xác chết của tôi, tôi nói cho mấy ông biết, mấy ông có nhiều tiền, nhiều súng đạn, nhưng tiền bạc của các ông không mua trường được trái tim, súng đạn của các ông cũng không ép buộc người ta làm những điều sai trái. Những điều sai trái? Giờ có biết con mộ này là? Biết, thành ra tôi mới bảo vệ.
Tôi cũng biết. Bà cũng biết nữa. Phải, vì tôi biết cho nên tôi mới đến nơi đây. Tôi khuyên các chú em này đừng có làm những cái điều bất nhân phi nghĩa. Các chú em, các chú hãy nghĩ lại đi. Nghĩ lại coi, mồ má ông bà cha mẹ của mình bị đào xôi, các chú có chịu nổi hay không? Các chú còn con, còn cháu, hãy để cái đất sau này lại đi. Đời lính tráng của các chú còn phải gặp ngàn tên mũi đạn nữa chứ. Ông trời, súng đạn và bà con mình có mắt lắm đó nghe các chú. Thôi, tất cả chúng mày đều có nghe tới những lời sắc mùi cộng sản đó. Thằng nào chậm trễ, tao bắn nó đầu bây giờ. Thằng nào vô đây tao đâm loài ruột. Anh Năm, ông định đào mộ của phó bản à? Bỏ bà con ơi, bỏ bà con ơi, quốc gia đào mộ của phó bản là bà con ơi. Đến đào đây. Mộ của phó bản là bà con ơi. Bà mà nói thêm một tiếng nữa tôi sẽ bắn bà nát đầu bây giờ. Ông định lấy súng đạn ra để hăm dọa chúng tôi à? Tôi không sợ chết đâu. Bắn đi, bắn đi. Bà không sợ chết gì? Bà ơi, giết người, giết người, bà ơi, giết người, giết người. Nam Trung, ông có thấy chưa? Ông có thấy rõ chưa? Ông còn cản chúng tôi nữa hay không? Hay là ông cũng muốn theo bà sao đó? Hả? Ai muốn đào mộ thì bước qua xác chết của tôi. Ông Đại Nguyên, ông hãy đi hành đi. Nếu như ông không làm xong vụ này thì tôi sẽ lột lên ông đó. Nằm chung. Tất cả đây bác sĩ, hãy đến đây với tôi, xem bằng hội thủ của tôi có bạn. Vì Nằm chung, Nam Cung đã bị tôi bắn gục rồi. Ba. Nhà ơi. 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 Ba tin rằng chúng sẽ còn tới đây phá nữa. Con với thằng Nghĩa hiệp với bà con phải bảo vệ ngôi mộ. Phải bảo vệ ngôi mộ để chờ ngày đất nước bình yên, bà con mình rước bác vào thăm. Hãy nhớ lời ba căn dặn, nhớ đừng quên thằng Nghĩa. Còn ba, ba ơi, con sẽ đưa ba về săn sóc cho ba. Không, ba không thể xa rời ngôi mộ. Cụ Phó, tôi đã hứa với cụ một lòng với cụ, sống ở đây và chết cũng ở đây. Lời hứa của tôi cũng như trái tim này sẽ đỏ mãi trong đất mồ của cụ. Cụ nằm đây bình yên trong giấc ngủ, canh giữ mộ người sẽ có con cháu nối tiếp chúng tôi. Trong đêm đen tôi đã nhìn thấy ánh mặt trời, trong cái chết tôi đã tìm ra lẽ sống. Sống mãi đời này. Nhãn ơi, hãy nhớ mối thù này và nhớ lòng căn biết cõi đời. Giữ ngôi mộ này ba giao lại
giọt máu trong tim và đã gan. Tình thương con ba đã dồn lên đôi mắt sáng, lời dạy con sao nghe ngàn ngàn trong lòng. Chuyện nước chuyện nhà, con với thằng Nghĩa tính toán lo liệu. Cụ coi đêm nay đất buồn dễ sống, tôi sẽ ở đây bảo vệ cho người. Ba ơi, ba phải sống, sống với con như những người thương mến. Ngôi mộ này nào phải của riêng ai, Đồng Tháp và dân miền Nam sẽ giữ giữ ngôi mộ người là giữ cả tương lai. Con tàu về lại quê hương, ta đã qua cầu xưa đổ nát, ta đã qua dòng sông trong mắt, thấy con em vẫn tiếng cười đùa, vẫn nghe tôm hương lúa đầu mùa và hồn ta xám ngát trời. Rừng xưa cây lá điều ta mái cạnh xưa nghi cây trái que vàng, đàn trâu chưa ngước nhìn ngơ ngác những cánh đồng nắng lát dương cầu xưa khúc đầu soi bóng nước, dòng sông vô tình hờ hững trôi xuôi. Sông ơi sông xuôi chảy bấy lâu rồi, có gặp hoài tôi chiều ngồi giặt áo. Gần đến quê xưa tàu đi như chậm lại,
tình mong chờ đêm. Con đường mòn chờ đợi bước chân quen, rằng nghe xưa dần xanh màu lá. Xa tích trong kia gió rung hàng lao trắng xóa, nở ngoài con ngồi xóa tóc giữa hoàng. U ngoài xa trăng lên đầu núi, ngoài vui bên miên trầu tươi. Tàu ơi ta nhớ ngày xưa trên những con tàu về thăm quê ngoài mùa xuân. Mẹ may cho ta áo mới còn thêm bánh bao đỏ tươi. Tàu ơi nhớ chăng ngày vui, trên con tàu về lại quê hương. Ta đã qua làng xưa em đó, ta đã qua dòng sông thương nhớ. Thấy không anh quàng lá bên đường, giấc ra xưa ta đón mẹ về hồn thương tha. Cơn gió chiều quê tàu qua núi cao băng rừng và tàu đi quanh biển cả, mà trong hồn chỉ nghe trong niềm vui nho nhỏ. Sao lòng bỗng xôn xao sóng vỡ trước chiếc cầu tre con kinh nhỏ im. Từng bước nhẹ trên con đường quen thuộc, như từng bước lần về cái tuổi ấu. Quãng đường này ngày xưa mình đứng đây chờ hoài, họp chờ xa về tay triều nắng hoa. Mà bây giờ chỉ có anh với em thôi. Nghe tàu về ngoài đứng đợi lâu rồi, ôm chặt tay đứng nghẹn ngào mừng tôi. Mắt ngoại mờ rồi làm sao nhìn mặt cháu. Giọng nói tiếng cười thật giống hệt mẹ của bay. Ngoài rung rung dẫn hai đứa ra sao giường, chỉ ngôi mộ nằm giữa lao sậy điều hiu. Ông ngoại tuổi con nằm đây, đất trống trường nguyên còn đó. Mà mẹ bây gửi thân nơi đất lạ quê người. Ôi thương quá ngoại tôi tuổi 100 năm một đời thương nhớ. Mắt thấy tai nghe biết bao là dâu bề, cho tới bây giờ chưa nghe có được nghe ngài vui. Chiều
chiều ra đứng nơi bờ biển, nơi bờ sông thấy em. Trời ơi, anh ca nghe hay quá à. Nè, anh có đi hát không mà sao ca nghe hay quá vậy? Tôi là nghệ sĩ giường. Vậy hả? Cô biết không, ở dưới quê đó nửa đêm lại gõ cửa gù gù đi ca đám ma. Trời Phật. Rồi sao? Rồi đình chùa miễu gì tôi cũng ca hết á. Cái gì cũng ca hết. Mà vậy mà vui cô ơi, vậy mà ấm áp tình người lắm á. Vậy hả? Mà cô ơi, ở đây có nhiều người mua bán không? Anh ở đây lâu thì anh sẽ biết cái gì. Thế rồi anh với ông già lên đây đi nghỉ mát hả? Không phải, cái người đi chung là chú Sáu cùng quê. Đi tìm người quen hổng gài mà chưa gặp á. Vậy hả? Nhưng mà người quen của anh ở đâu? Nghe người ta nói dẫn lên đây là làm công cho khách sạn nhà hàng gì nè. Khách sạn? Nhưng mà khách sạn ấy tên gì mới được chứ? Không biết luôn. Rồi người quen của anh nó tên gì? Rau Rau Nhút. Hả? Cái gì? Rau Nhút? Trời, tên ngộ quá ha. Này nhưng mà đàn ông hay là đàn bà vậy? Không đàn ông mà cũng không đàn bà nữa. Trời đất ơi, không lẽ anh muốn nói là người quen của anh là nữa gì? Không phải như cô nghĩ gì đâu. Cái người tôi tìm tôi kiếm, cô gái nghèo chất phát dễ thương, tháng năm với bao khổ cực, kiếm tiền bằng những bó đào mà đã làm mình khổ biết bao. Trời dữ vậy đó hả? Yêu đơn thương khổ lắm. Tội nghiệp ha. Anh phải lòng người ta, nhưng anh đã có tình chưa? Hay anh yêu lén mà thôi. Tôi đã yêu người ta, yêu ai tát nước bờ kinh, yêu từng vết bùn có dấu chân chim, yêu giọng ngọt ngào khi cất tiếng rào, nhưng chưa nói được lời nào cho em. Khó nói dữ vậy hả? Bệnh ca khó. Mà anh có vẻ đa tình lãng mạn quá ha. Chưa có thề non hẹn biển á mà yêu người ta dữ vậy á hả? Nhưng mà anh có biết là người ta có yêu anh không? Cái đó mình cũng không biết nữa. Mà cái bụng mình thì thương dữ lắm. Trời ơi. Vậy hả? Mà cô biết Rau Nhút miền quê không? Rau Nhút hả? Trời sao không biết? Em cũng ở dưới quê đó nè. Anh biết không? Rau Nhút ha, mà chấm với mắm kho hả, là ăn hết cơm hết gạo luôn. Cái đó thì đã đành đi. Nhưng mà khi mà cô nghe cô này rau ấy, cô cảm nhận rằng nó sẽ ngọt ngọt ngào mà ngon ngon lắm. Cô dạ. Rảnh không? Cô đứng nghe tôi rau rau nghe. Đâu anh rau thử, tôi nghe có ngon không? Ừ. Ai mùa Rau Nhút dễ thương không? Nghe dễ thương lắm. Ai thương tình xin mua giùm cho em, Rau Nhút xanh Rau Nhút tươi ngọt ngào, càng thắm hương tình Rau Nhút cùng mầm hoa. Người bán rau kia Rau Nhút xanh đồng rồi, Rau mang tình quê hương, Rau mang tình của em. Mà cũng tại tôi một phần nữa cô. Sao tại anh? Tại tôi thương người ta mà tôi gục ghè không dám nói á. Ừ, đúng rồi. Trời ơi, anh thương người ta thì anh phải nói người ta mới biết được chứ. Ừ ha. Ừ. Mình thương ai thì mình nói đại là mình thương đi ha. Ừ. Rồi chịu không chịu thì chửi thôi. Hả? Trời đất ơi, trời không có được đâu. Chửi lộn nhăn á là mất tình yêu luôn đó, không có được đâu. Không phải mà người ta chửi mình chứ mình chửi ai đâu. Ta chửi anh chứ anh không có chửi hả? Mà cô biết không? Đôi lúc tôi ngồi buồn, tôi suy nghĩ, tôi thấy tôi tệ hơn vợ đậu nữa trời. Đúng rồi. Mà cũng tại của mẹ hai bèo nữa đó.
Cái gì? Bà Hai Bèo? Ừ, ở dưới quê á bà. Trời ơi, cái vụ gì vậy chú? Cái gì vậy? Cũng mày. Mày chứ không ai vô đây. Tao nói của mày chứ không ai. Thôi mà cái gì? Hôm rồi mày rủ nghe tao là cùng đi, là để kiếm con bán rau. Giờ ra đây mới hai ngày thôi, cả chục đứa nó tìm mày. Bây giờ hẹn tao hết điều mày đồng, nói một làm một đường. Trời ơi, tôi tức chú quá đi thôi. Tôi không có quen biết ai ngoài này đâu. Mày ra đây mới hai ngày thôi, cả chục đứa nó tìm mày, nó bu lại, nó gõ cửa nghe đùng đùng muốn sập cái phòng. Trời ơi, chú không tin cái là lòng dạ tôi gì hết chứ. Thôi, không dạ mày tin không nổi rồi. Mày khỏi thề, thấy không? Tôi thề luôn. Khỏi thề, mày không hẹn mày chừng cả chục đứa bu là phỏng lược. Đứa áo xanh, đứa áo đỏ, đứa áo vàng, đứa áo tím. Đứa mặc quần dài có đứa chơi quần tà lõn có. Trời ơi, nó đưa cái đùi trắng phiếu mày ơi. Nó gặp tao nó dẹo qua dẹo lại, dẹo tới dẹo lui vậy mà còn hổn nữa. Nó nói gì chú? Mày coi tao từng tuổi này đến nó kêu bằng cưng. Ăn đứa nó cưng ơi, đứa nó cưng à, cưng cần gì không, cưng đi đâu không, cưng ở nước nào về mà thấy sang quá vậy, bị thấy tao đeo túi Việt Kiều nè. Rồi chú nói chú à, ở nước nào về? Anh nói tao ở nước mắm về. Tự nhiên năm sáu đứa đẩy tao vô phòng kêu đi tắm đi cha. Vô duyên không làm như tao ở dơ lắm, thôi đi liền. Thôi ở đây tao chịu. Chứ gì nữa vậy trời ơi. À, chú à, mà chết mẹ tà lõn nữa. Tà lõn này tà lõn tới 3 tầng lận quá trời. Băng này băng lầu 2 nè. Mấy cha này mới rượt tao nãy nè. Ở trên lầu 2 nó có nguyên một ổ tà lõn cho nó. Mày lên chỉnh mày thấy nó nằm, mày thấy thịt không chứ không thấy giải. Chú không dám đâu. Chú ơi, chú yên tâm đi. Để cháu lên chỉnh, cháu la rầy mấy đứa em đó. Nói gì cô chịu trách nhiệm cánh lầu 2 đó hả? Dạ phải. Cháu coi hết khách sạn này nè chú. Sư phụ. Sư phụ bà nội tao, cái này ném gì sư mẫu với sư phụ vậy. Cô ráng dàn xếp em muốn cái chỉnh nha cô. Dạ. Nó từ từ thôi, đừng tấn công quá, khách ta chịu nổi, ta đào ngủ quá rồi. Cháu biết rồi. Đi. Nè. Dạ. Dặn em Út, nó có tới lận đứa thôi. Đừng lợi hơn mười mấy đứa chịu nổi nha. Già, yếu. Không lớn tuổi yếu nè. Ừ. Yếu không hay đó trời. Đi mà, lên chỗ đóng cửa. Yếu đều quá đó. Đêm ngủ khóc hoài. À Sương ơi, em coi dẫn cô Nhạn vô rồi cho ăn cơm uống nước rồi sắp xếp cho cô nghỉ ngơi, sáng mai tiếp tục công việc nha. Người của chị Hai Bèo đó. Em à, vào trong đi, vô đây nè. Chắc vô đây nè em, đi đường xa lắm phải không? Dạ. Chắc mệt rồi nè, ngồi nghỉ chút xíu đi. Em ơi. Dạ. Em ở dưới quê lên hay gì vậy? Dạ em ở dưới quê mới lên đó chị. Ngồi đi em. Dạ em quen biết sao với bà Hai Bèo? Dạ chị Hai Bèo á là chị ở cùng quê với em. Vậy hả? À dạ. Mà hôm nay nè, chị Hai Bèo dẫn em lên đây giới thiệu em vô cái nhà hàng này nè. Rửa chén. Vậy hả? Dạ rửa chén. Em lên đây lâu chưa rồi, có nhớ nhà không? Em nhớ lắm chị à. Nhìn cảnh vật xung quanh, em lại càng nhớ quê của em. Quê em có dòng sông nè, rồi có chiếc cầu bắc ngang qua sông, mà hàng ngày em thường đi ngang qua để bán rau nhút đó chị. Sao em không ở dưới quê đi, em lên đây làm chi vậy? Dạ tại vì hoàn cảnh khó khăn quá, ba em thì lại bị bệnh, cho nên em phải lên đây làm kiếm tiền để trị bệnh cho ba của em. Vậy hả? Dạ. Hoàn cảnh của em cũng tội nghiệp quá ha. Dạ. Thôi được rồi, bây giờ em theo chị vào trong ha. Dạ. Để rồi chị sẽ sắp xếp việc làm cho em. Vậy em làm chị? Biết cũng quen. Dạ. Từ từ rồi cũng bớt nhớ nhà. Út à, dạ, đi dạ. Út mà... à, Út, từ từ Út. Đi mà. Út à, Út. Mày bảy Út. Đi Út à, Út. Mày
bảy ức. Trời ơi, tôi tủ quần bây giờ. Ốc à, ốc mày bảy ức. Rồi sao ba hồi đòi đi rồi bây giờ đòi ở? Hồi nãy khác, bây giờ khác. Bây giờ mày thấy mấy cô này người ta đàng hoàng lịch sự không? Thấy tao đi đường mệt mỏi, người ta nói để người ta đấm bóp vắt hơi cho, để chút tao massage cho nữa, trở lên massage cái cho biết con. Ý trời ơi trời, biết mà massage là cái gì không? Là cái gì? Là lên chở người ta cạo đầu chọc đó ông nội ơi. Thôi đi ông nội, vì không lẽ mấy người đầu chọc người ta đi massage không hả? Biết bậy đâu. Tầm bạ không à. Massage là mày nằm nữa đó, rồi mấy cô người ta lấy chạy đâm tiêu lên người ta dần ông nội ơi. Lên dần cái cho biết con. Mà công việc chưa xong, chừng nào xong rồi lên chảnh là mấy dần không được. Thì thôi không ấy, mày đi chừng nào kiếm gặp lại kêu tao về tao lên tao dần chút coi. Trời ơi trời. Ông nội ơi. Trời ơi là trời. Súng đạn ăn đó không? Thôi mấy cô ơi, xin mấy cô thông cảm tha cho người lớn tuổi đi ha. Nó ghen chợ đen. Tiền ổng giật củi ở dưới quê đó. Súng đạn ăn đó không? Công an xã đang kiếm ổng đỏ đồng đó. Đừng nghe lời nó mấy em ơi, này nó bị tửng đó. Này vàng không đủ tuổi mà. Tiền anh mới bán heo nái nè, chơi xả láng sáng mai có gian xe hàng về shop. Tiền gì? Đô la không? Đô la gì? Đô la âm phủ. 20,000 mới mua 20 cuốn thanh minh không còn nè. Rồi nghe nói tiền giả là đi hết rồi. Còn áo đỏ đứng đó cầu thang kia mày. Áo đỏ là bà già làm vệ sinh nó lên với bả đi. Ham lắm. Thôi vô giùm con đi má. Hết tiền rồi. Đi. Mới mốt mày đừng rủ tao đi nha. Tôi tìm người quen mà nằm ở trong phòng hoài rồi tới chừng đi. Chuyện con nào đó lo đi. Lâu kéo. Lớn tuổi rồi tôi biết. Áo đẹp quá chị ơi. Chị sắp xếp áo đẹp làm cho em á là em. Mà đang nhốt. Mà trời ơi là trời, bà mẹ cái gì vậy trời? Dạ. Lên tăng xong mà nó xô tôi cái quá trời vậy. Chuyện gì vậy Út? Út ơi, mày đâu rồi, hết thấy đường gấp mồi rồi. Chuyện gì xảy ra tại khu vực này vậy? Bộ công an kiểm phòng hay gì vậy? Ừ, có công an rồi, có lính gì mặc đồ bông nữa đó. Đồ bông phải không? Rồi 113. Mày có đem giấy chứng minh nhân dân theo không? Tôi không có miếng nào lộn lưng hết. Đỡ quá, tao có đem khai sanh theo. Ừ. Mày không có giấy chứng minh nhân dân chắc mày bị công an ẩm mày về đoàn 1 của Út ơi. Trời ơi, rồi như vậy là làm sao tôi về quê? Bây giờ gì nè, thí dụ công an hỏi hai mình ở đâu, mày nói tao với mày là dân Đài Loan nha. Trời ơi, rồi tôi đâu biết nó nói. Trời ơi, thì mày, tao ra dấu thôi. Tao là Đài Loan, mày là phiên dịch. Rồi sao? Mày ta hỏi mày nói mấy câu thôi. Nó nói gì? Dù người ta hỏi hai anh đi đâu đây? Mày nói là dưa tàu na chắc ở đâu bạn dựng cụm chân lớn cụm tay tàu na tàu biệt dục tàu đậm xét. Vậy là người ta biết mình dân Đài Loan. Sao tôi nghe cái giọng này giống ở Sóc Trăng quá vậy? Phải không? Ừ. Không á, mày nói tao với mày là dân thị thủ đi cho quay. Trời ơi, thị thủ gì mà mang dép mũ ông nội? Dép mũ đang chìm tàu nó nổi lên ông nội. Tôi ông bự cãi mà. Tôi nói ông là làm bậy. Tôi nói ông ham leo lên trên đó đó. Tao khai mày. Tôi làm gì khai? Nó mày dẫn mối tao mẹ ăn tiền cò. Không dám đâu, mấy anh nó thấy tôi hiền, mấy anh biết cái bộ. Gì trời ơi trời. Trời ơi, giơ tay lên đi ông nội ơi. Ôi, ngốc mày nhát chết mẹ luôn rồi. Súng gì mà kỳ kỳ vậy? Trời ơi, có bả thật trời. Vô duyên quá đi bà hai ơi. Hồ hả Út? Xin lỗi mày đừng có hồ Út. Dân chơi nè Út. Dân chơi xứ nào? Dân chơi xứ Thái, từng cởi heo nái bắn nạn dành thúng nè con. Đừng có hồ. Gặp rồi kìa, gao nhút á. Đâu? Nó đứng bên kia. Đâu? Trời ơi, đứng mé bển á. Ông nội ơi, đứng mé bên kia, thấy không? Thấy rồi. Thấy cái gì? Thấy ông nội tao á. Sao vậy? Mày bẻ cổ tao vì mày kêu tao thấy ai? Ý trời. Ôi này điên. Mày gặp gái điên. Mày gái. Nhỏ có nét miền quê dễ thương hen. Hèn kia ông nội tao không chết mê chết mệt cho được. Gặp bà đó ăn giọng vàng đi. Chú nói giùm tôi đi. Ủa mày nói cho tao biết cái gì? Tôi cà. Cà gì đi gì ạ? Trời ơi trời. Trời ơi là trời. Súng đạn ăn nó mê gái liền tôi gì đi chịu nổi không? Đổ bản mặt mê gái. Ừ, vậy đó mà đỡ hơn già hết pin còn ham leo lầu. Leo lầu đỡ hơn mê gái. Mê gái bỏ xứ đi, bỏ trâu bò gà vịt nhà chết đói mà cho ăn.
vì vậy mà đỡ hơn ở giá. Ở giá, ở giá mà người ta còn chinh tiết à. Không dám đâu, có đi khám bác sĩ chưa? Xin lỗi mày Út, tháng nào không đi siêu âm con. Còn bác sĩ nó nói sao? Bác sĩ nó nói hồi mới sanh ra sao bây giờ nó y dĩ cho sao? Chứ đâu phải như mày mà lẳng lơ banh chành hộ khẩu đâu. Chú nó nói sao Út hoài. Bây giờ chú đứng đây đi để Út phá bệnh, Út nói chuyện nghe. Nghe. Gặp mừng quá. Trời ơi là trời. Gặp gái mà đặt làm giá dẻo dẻo. Mặc bộ đồ như cục lửa. Dòm sơ qua biết hay lúa. Thôi đi, lên thành phố là mình phải bung gì nè. Để ra đường xe người ta dễ tránh. Xe nó không dám đụng mày đâu. Đụng mày cái cháy xe liền. Trời ơi trời, quần dây thun mà chơi áo vô thùng. À mẹ, cái này đi trời nắng nó nóng nó giãn cộng dây thun mới ra một cái à. Quỳ giữa lộ chờ người ta đi tới rồi lại thôi. Tôi có mà bảo hiểm, bốn cây kim tây nè. Nó ghim tầm bậy tầm bạ, nó xúc rồi nó ghim vô cái là chảy chồng trắng đó nghe không nội. chú bôi má Út hoài, đứng đây nha. Cái mà cô ơi. Gì táp hoài vậy? Có lý nha chú Út. Ê chú Sáu, chừng nào mà tôi bên đây cà mà cà cặp mập là chú cho chơi tôi liền ha. Gì vậy? Tôi giật mình, tôi lướt quá á. Vậy đó hả? Ừ. Rồi phục vụ mày luôn. Vậy nha. Mà tôi bữa là tao bữa cho cái mà cô ho văng tùm lum, ho tao lấy cái nón hứng lỡ không mẫu, tôi ém lỡ trời, quấn nhẹ thôi. Cái mà cô nhàng ơi, tôi trời Phật ơi, vụ lụm đôi dép để chó tha bây giờ nè. Dép mày để lâu chó tha nó có mùi á, chó tha đem về để dành ăn. Nhẹ thôi, có điều kiện trả thù. Mà cô nhàng sao cô gọi tôi bằng anh gao nhúc gì? Dạ tại vì ở dưới quê á, cái ngày nào tôi cũng đi bán rau nhút, mà ngày nào anh cũng mua rau nhút giùm tôi, anh mua cả bó vậy đó. Cái tôi gọi anh là anh rau nhút cho nó gọn. Như vậy là sao lâu quá vậy ông nội? Quên ông nội thôi, lo giỡn màu bên đây quên của mày. Quên để hơi lâu không sao, càng lâu càng thấm, cũng như mắm nhưng mà để lâu cái nó thấm. Ôi trời, nhờ có bao nhiêu à? Mà như vậy là cô không quên tôi phải không? Dạ, anh thì sao tôi quên được? Vì anh có một đặc điểm á, khó quên mà dễ nhớ. Chú Sáu ơi, nè, tôi có nói là tôi có đặc điểm này ha, mà dễ nhớ nha. Rồi có quên nha. Mà gặp một lần là nhớ. Cái gì vậy? Xe nó đi tao đang phê nè. Mày có đặc điểm khó quên mà dễ nhớ, nào mở miệng ra mà táp hập là mày á. Chú Sáu thiệt là vui tính á. Mà chú Sáu với anh lên đây là để thăm biển đó hả? Biển của ông nội tôi sao đi thăm khơi khơi trời. Cô ấy hỏi đó, chú nói giùm mình là biển cô có gì đâu thăm, anh ra tìm em. Nói giùm mày hả? Nói đi. Đi vậy phải không? Ừ. Ngồi suối bậy bạ. Mắc cỡ chết mẹ luôn. Chú dạy không à? Biển có gì đâu thăm, anh ra đây là để tìm em nè. Chú Sáu, sao tự nhiên chú nói chuyện với con kì vậy? Nó nói giùm ngốt. Nó giùm ngốt, bị cái máy nó bị mòn đầu từ rồi. Dạ vậy hả? Rồi nó giờ máy chú phóng ra giùm chứ băng gấp rồi của nó. Ôi Út ơi, mày nói đi Út ơi. Tao mắt nó bậy quá. Rồi chú định đi đâu? Để tao sắp xếp gì đi. Ừ. Mày với cô này ở trước đi. Tao rủ cô đó ra làm sao? Được không? Được, nãy giờ có giỡn rồi. Sắp xếp đàng hoàng nghe. Cô có tiền không? Có. Cô chủ ơi. Dạ. Cô dẫn tôi ra làm sao, cô chỉ chỗ tôi đi đai coi.
đúng rồi. Đi đai là chú muốn ông biết hả? Ông biết tiếng Anh mà không? Đai là đai sắt á. Đai sắt đại. Biết rồi mà. Thiệt tình chú này giỡn không? Mà chú cô nhàn ơi, cô về dưới đi cô, mà ở dưới quê mình cũng sắp sắp cúng kỳ yên rồi. Hồi năm trước đó, thấy cô với bác Sáu ngồi, bác Sáu lắng tai nghe ca giọng cổ, cô thì cười bên bác Sáu. Tôi đứng ôm cột đình, tôi nhìn lén mà thương bác dữ lắm. Về đi cô. Anh Út ơi, tôi biết về đâu cái cuộc đời đớn độc, số phận một kiếp nghèo, chẳng có người không. Thôi thì không không cô nhàn ơi, xin cô về lại chốn xưa, nơi có bao nhiêu tình, bên mái ấm gia đình, có tình làng nghĩa xóm thân thương, xóm hôm vui với đường dương mà tâm hồn trong sáng thanh cao. Về đi bà con trong đời lắm, thân nghèo nên đành đau lòng cả xương. Út ơi thương tình mà yêu thương cho em, thuốc thang ôm đau dài dài nỗi đau mơ quê mơ làng xa, mái đình thương bên nước dòng sông. Làng quê thương nhớ bước cay đi, ngóng trông nghe lòng nhói đau. Xin đừng thương hại đôi chờ đợi, mắt dòng đời nói trôi. Nhà ơi khi ấy cô rời bỏ làng quê, tôi vất vả tìm nhau cực khổ gian lao, mà vui trong già nghĩ giận mình sao dài cờ nông nổi, thương thì thương mà nói chẳng được nên lời để giờ đây mình lỡ tóc giờ cười. Lối mòn xưa nay đã dặn bước ai qua, nhưng trong tâm trí tôi vẫn còn ăn sâu từng nỗi nhớ. Bà con quê mình nghèo nhưng nghĩa nhân không thiếu, ấm lành vui buồn đói nó cùng sáng sẻ. Sao cô nỡ đành quay lưng mà chối bỏ, về đi nhàn ơi cho ấm lại tình đời. Anh về đi, về với bà con đang đợi cô nhiều lắm á. Biết về đâu mấy tiếng vắng nỗi sầu, đời cô đơn không nơi nương, giờ về làm gì sao? Đừng nên suy nghĩ quá bi quan, vì bên cô còn biết bao người thân giống bao qua rồi sống lan trời yên. Xin cảm ơn tấm chân tình mà Út đã trao, nhưng vẫn bọt bèo nào đâu dám trèo cao. Nhà mình nghèo chỉ có mấy liếp rau, ruộng sớm đồng chưa cài sâu, phú
không đâu nhàn ơi, chắc giờ này bác đang tựa cửa chờ trông, đợi con về ôm con vào lòng cho ấm tình phụ cơ. Nếu không chê út cà mà cà cặp mập về thưa ba mẹ, xin lễ cao trầu cho hai đứa được trọn duyên. Trọn duyên vô rồi em, vô hơn tao rồi em. Tròn duyên ông nội làm gì vậy? Làm cho bánh ghế ra đi, đi ra đứng đây nè, tao nói giùm cho. Hở hở lũi lũi vô kẹt không à, mày hồi đó bộ má để rớt vô kẹt hay sao? Đứng đây. Cháu à. Dạ. Này này cháu vốn nạn út này nè. Dạ. Nó thương cháu dữ lắm, nó lặn lội đi tìm cháu mấy bữa nay đó, giờ cháu biết nó thương rồi cháu tính làm sao? Dạ hồi còn ở dưới quê á, ai có thương cháu, sao không chịu thương với ba cháu một tiếng, giờ lên đây cháu đâu có biết tính làm sao. Thì tính làm sao nữa, thì bây giờ cháu về dưới quê đi, nữa trầu cao nó bước tới, chứ không có cháu nhà nó bước tới với ai. Làm cho tôi cấy bể dần thấy vậy nha. Hỏi lũ lũ mà cô ơi, cái lòng tôi thì cô biết rồi ha, lòng nó tốt lắm. Dạ. Y như lòng heo mà. Mà nữa, tôi về dưới tôi chờ cô tại đầu cầu bắt ngang dòng kinh nhỏ có lục bình. Ờ, từng cụm lớn mà. Cụm nhỏ rồi từng cụm thôi đi mày. Cà Lâm mày đặt nói văn chương mày tả hết mấy cái cụm của mày, cái không sáng tao con mày. Anh Út ơi, em là cô gái bán rau, có duyên thì đợi chứ biết đâu mà chờ. Đó thấy không, có duyên thì đợi biết đâu mà chờ, vậy là chịu rồi. Vậy là đi về phải không? Vậy là đi về với chú luôn phải không? Dạ. Về luôn bốn rồi mình về đi giá luôn. Rồi đi về luôn rồi. Xưa phai nắng dấu mòn đưa lối, soi bóng chung đôi mà hóa chia phôi. Sương lạnh chiều đồng vang tiếng thờ của người nguyện đợi chờ, nghẹn ngào giờ tiễn đưa. Chờ tay lòng như ngất giữa hư vô, đưa tiễn nhau đi ngại những đêm mưa, đêm chập chờn buông lên giấc ngủ. Em vẫn thường gặp anh như lúc xưa nơi sân. Em ơi, như ngày xưa đôi ta vẫn gặp nhau nơi sân trường vắng lặng, gió thổi nhẹ hàng phượng dĩ rung rinh lá, mình ngồi bên nhau nhìn nắng rung bên thềm. Bao nhiêu thời tuổi ngọc êm đềm, tình trong sáng như tâm hồn mới lớn, đâu nghĩ đến một ngày hai đứa phải xa nhau. Không sóng gió trong tình yêu tuổi mộng, hai đứa đi về chiều xuống bên nhau. Đâu ngờ yêu rồi phải khổ đau, rồi xa cách rồi nghe ngào đưa tiếng. Chiều
xưa phai nắng dấu mòn đưa lối soi bóng chung đôi mà qua chia phôi sương lạnh chiều đông giang tiếng thở của kẻ tiếng đưa thề nguyện đợi chờ đưa tiễn nhau đi trong sương lạnh mịt mờ anh đi rồi em về quanh quẻ sợ đợi chờ sợ cả những giấc mơ sợ những phút em đềm hai đưa bên nhau đêm chập chờn dương lên trong giấc mộng tình giấc ra chỉ mình em một bóng hiu quạnh đau buồn trong sương lạnh chiều đông trăm hương em ở lại sầu thương buồn ra câu thơ những lúc đêm buồn ướp canh hoa xưa vẫn nhớ thương chờ mà đẫm trong nghẹn ngào mười năm mơ kết thành hoa trắng mây vỡ hoa tan tan giấc mơ hoa anh hay về đi đêm giá lạnh vẫn nghe nồng hơi ấm của tâm hồn tròn mình quên đi tình một thuở đã chia lìa tay trong tay ta nối lại từ đâu em nói anh nghe những ngày dài thương nhớ anh kể cùng em chuyện sương gió trời xa đến bây giờ hai đứa vẫn xa xôi ngày tái ngộ vẫn còn là mộng tương anh lên đường đi về trăm hương em chờ mong héo hắt một phương sầu đã mười năm hơn mười năm mình đợi chờ xa vắng mười năm mơ kết mây thành hoa trắng mây vỡ hoa tan tan giấc mơ hoa anh hãy về đây đêm xa lạnh vẫn nghe nồng hơi ấm của tâm hồn tròn mơ đợi chờ đằng đằng mười năm mười năm thương nhớ đợi chờ tiếc đến bao giờ đẹp giấc mơ xưa
tại sao đối với ta đến hôm nay nàng vẫn chưa nói lời thương mến? Tổ huyên ương tình phải lìa đôi, dàn du lương chàng ở nơi đâu, về muôn rơi quanh yên hai đôi đàn buông xuống nhung gấm cao sang. Muôn tu nếu chiếc cầu không có ngài
ngài cánh hà là không có ngài tiếp trong tình phụ nghĩa tao khang. Được Mạnh Khương, nàng sẽ được toại nguyện. Tội ơn bệ hạ. Mật Mạnh Khương, nàng hãy ra đây ta chỉ cho nàng xem cái này. Đó, chiếc cầu bắc ngang sông Hàn Dương đã hoàn thành. Ngài tương ngộ đôi ta đã nắm chiếc cầu đã nối liền hai bờ sông, nối liền tình ta theo tháng ngày đợi mong. Ta dìu nàng đi đến cõi trời hồng. Mạnh Khương ơi, nàng hãy nép vào tay ta. Kinh xin quân vương đừng quá vội vàng, hãy cho thiếp làm tròn đạo tàu khang. Đã đợi mong bao tháng năm dài, còn gì phút lại vội sao. Ta yêu nàng tím như lửa dậy, nhưng trước khi tiếp lối đào thay chồng, thiếp phải lớn bé cao chơi đất trời, và phải lấy hồn giống. Nghĩa là nàng muốn lên cầu một mình. Thôi được, ta nhầm tâu. Chìm trong tâm tối
dòng sông cuối nhịp bên bờ. Vùng giữa lòng người cho phương duyên xin cho người nhớ mãi dẫu đời có đôi thay. Dẫu đang trong niềm vui hay niềm đau từ lúc bắt nhịp cầu quá xong là cả tháng ngày đợi mong ta đã sống trọn những tháng ngày trái tình. Hôm nay mới thật là một ngày vui tuyệt đỉnh vì ta sẽ được cùng ai vui câu bình thuê tương phùng. Dân ngay bên bờ sông từ nay sẽ được lấy qua trên hàng dương kiều, cũng như ta rồi đây sẽ thỏa lòng thỏa dạ nỗi mộng tương phùng cùng trung liệt phủ mạnh cương. Dây quốc linh thiêng lòng đừng khơi dậy tơ dương tâm không thành đức trời và linh hồn giống vô không chương. Ta đợi rước nàng về sẽ cùng lòng ta phụng tán giữ lệ vui với dân với hạnh phúc riêng mình. Tại sao nàng không trả lời? Nàng có nghe ta nói gì không? Quân tư đã xong. Nàng lễ bái xong chưa? Tư đã xong. Hãy xuống đây về với ta, ta có người bắt thang nhé. Quân đừng bắt. Tại sao? Dù cung son trao ca vẫn không mò được tấm lòng thề trung trinh hôn tình lam. Khu đau thương qua chăng màn trời đành tâm chia cách yên quân xa đuôi đàn. Mình thương hỡi xin hãy xóa đi ưu phiền trong đời. Nào cười lên hồng nhan, đã qua bao nhiêu nỗi buồn giờ còn gì. Em ơi hãy vui lên say mộng, ta nắm tay nhau đi vào tình ơi xin hãy xuống.
Mạnh Khương. Nàng đã chìm sâu đáy nước, ta còn chi đâu mà vui mong xuân về. Quan binh khiến hạ đâu, tất cả hãy dẹp hết đi, dẹp tất cả, ta còn gì đâu mà vui mừng lễ hội. Từ nay dân đôi bờ vui mừng tương hội, còn riêng ta đành cam tuổi tuổi biệt ly tình. Mạnh tiếng
chài gõ nhịp, anh mỉm cười rồi đôi ra bước nhanh. Chén rượu cần em mang đến mời anh, tiếp đơn sâu nhưng tình nghĩa đậm đà. Kể từ ngày anh đi chiến đấu miền xa, tính đến nay đã bốn mùa lá đỏ. Mình đã
rồi anh lo xây dựng lại quê hương cho đất nước thêm giàu thêm đẹp. Mai một cô ghép vào đây em lại đãi anh bát nước và hát cho anh nghe khúc hát năm nào. Bản hùng ca anh đã dạy các em khi tạm dừng bước trên đường chiến đấu. Bóng anh quất nẻo chuông dài theo những nhịp dài vang vọng núi rừng xa. Cắt cầm cầm, cắt cầm cầm, cắt cầm 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 đêm bằng chai. Kính thưa quý vị và các bạn, tiết mục Tiếng Trời Trên Sóng Bao đã khép lại chương trình Dần Trăng Cổ Nhạc lần thứ 89 của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin chúc quý vị một đêm thật ngon giấc. Xin chào và xin hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.